Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe máy, một thỏi Singum Doberman thơm mát để họ thêm tự tin, và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Thôi em xin đầu hàng. Ráng thì bỏ ơi. Một lứa anh cho em, tất nhiên mới là quý vị kia. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Chị có thể cho em ngủ nhờ một đêm được không ạ? Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Trước khi bắt đầu hành trình xin ở trọ, ngôi nhà nào sẽ đón hai lữ khách tá túc đêm nay? Bây giờ xin mời khán giả hãy cùng xem lại người mẫu Ngọc Quyên và ca sĩ Trường Thế Vinh đã vượt qua những thử thách đầu như thế nào. Bạn hãy xin ở tá túc qua đêm tại một ngôi nhà bất kỳ nằm ở thôn Tân Xã, xã Tam Ích, xã Nam Ích, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa. Khá mất sức với thử thách thi đấu bóng chuyền, nhưng Ngọc Quyên là một cô gái đầy quyết tâm và luôn nỗ lực hết mình. Hãy giữ tinh thần này cho việc xin ở trọ Quyên nhé. Chó nó dữ lắm, bị cảnh cáo rồi. Thế nhưng Quyên bắt đầu việc xin ở trọ khá gượng gạo. Dạ, em chào anh ạ. Anh ơi, em đến từ chương trình Lữ khách 24 giờ anh. Ngày hôm nay thì em cũng muốn xin phép anh là có thể cho em tá túc qua đây một đêm được không ạ? Để em có thể là cùng gia đình anh để chia sẻ và nói với mọi người về cái cách sống của ở đây của anh như thế nào, cũng như là chia sẻ với tất cả mọi người khán giả trên đài là cuộc sống của gia đình anh có những cái niềm vui như thế nào, và để em có thể học hỏi để có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống anh. Nói trong cái nhà thì cũng hơi chật chội. Không phải quan trọng là nó chật chội hay không, thì không biết là anh có đồng ý cho em có thể tá túc ở đây. Cứ chị đi tham quan chút đi. Dạ. Có lời lên đây gặp em. Dạ nha. Vâng. Rồi, em cảm ơn anh. Dạ vâng. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Bạn hãy xin ở trọ lại một ngôi nhà bất kỳ nằm tại thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Không biết chàng ca sĩ Trường Thế Vinh sẽ bắt đầu xin ở trọ như thế nào? Anh, em có thể nói chuyện với anh chút xíu được không? Dạ, em xin giới thiệu, em là ca sĩ diễn viên Trường Thế Vinh. Em đang làm chương trình Lữ khách 24 giờ. Thì hôm nay đến đây là rất mong muốn được sự giúp đỡ của anh, là cho em ở lại đây một đêm trong chương trình. Không được anh. Bây giờ cũng tối quá, giờ kiếm nhà hơi khó. Khuôn mặt gia chủ rất tươi cười nhưng vẫn tỏ ra ngần ngại. Hy vọng thanh kẹo Singum Doberman sẽ giảm đi khoảng cách giữa khách và chủ. Dạ chú ơi, con là ca sĩ diễn viên Trương Thế Vinh. Hôm nay con làm chương trình Lữ khách 24 giờ. Hôm nay con đến xin chủ là cho con được ở lại qua đêm ở đây. Không được đâu, cái nhà này không có đi. Dạ. Không cảm được. Thôi dù sao cũng muốn cảm ơn chú. Thật là khó chứ. Mình vào sau thêm xin nữa. Em chào chị ạ. Em chào anh ạ. Em chào cả nhà. Em xin tự giới thiệu, em là Ngọc Quyên á, tại em đang tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ á. Không biết là đêm nay thì em có thể xin tá túc ở đây được không ạ? Dạ không đâu, tại vì lúc thì nhẹ là chiều tối lại cái hai chồng đi làm, cái đêm còn cái hai đứa nhỏ nó nhẹ cũng đóng cửa, cỡ bác nó nhẹ với ai hết rồi. Chứ nếu có người ở nhà thì cũng cho
mấy anh em ngủ ở lại đi cũng được. Dạ vâng, vậy ạ. Tôi sẽ hỏi mấy người khác. Dạ, thôi em cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ, bác chào chị. Em chào chị ạ. Dạ, em đến từ chương trình Lữ Khách 24 giờ chị. Thì tại vì ngày hôm nay á là tụi em cũng có một cái thử thách đó là xin ở trọ nhà của anh chị một đêm á, thì không biết là anh chị có thể cho em ở nhà một đêm được không ạ? Chưa có nhà riêng, hỏi cho mẹ. Lại chị đi chơi kia chị. Chưa có nhà riêng, hỏi chung nhà. Kia chị, dắt cô vô làng đi con. Em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, em xin phép đi. Thế con dắt cô với, cô cũng không biết ai. Hy vọng với sự giúp đỡ từ cậu bé, Quyền sẽ nhanh chóng xin được ở lại. Em xin giới thiệu em là ca sĩ diễn viên Trương Thế Vinh. Em đang làm chương trình Lữ Khách 24 giờ. Và cái thử thách cuối cùng á, là nhiệm vụ của em là phải đến đây, là đến thôn Ngọc Duyên này nè. Và phải xin một người ở đây cho em ngủ lại qua đêm. Ở đây thì ngủ không được rồi. Tao mới về chuẩn bị em đồ ngủ đi. Đi vô nhà công an nha. Ờ, cái nhà công an ngủ được á. Đi giới thiệu về nhà công an nha. Ờ, cái nhà công an chỉ luôn nè. Nhà công an thôn á, có hai chồng ở ngoài vô ngủ được. Thì thôi không được cũng không sao. Em tặng chị phòng đất tụi mình. Đấy, chào chị. Nhà hai ngủ, nhà hai ngủ của. Bà con quanh xóm bàn tán và suy tính xem anh chàng có thể ở lại được nhà ai. Vinh vẫn chủ động xin vào ngôi nhà tiếp theo. Chào bà. Chào anh. Anh ơi, em có thể nói chuyện nhanh chút xíu. Em xin giới thiệu em là ca sĩ diễn viên Trương Thế Vinh. Em đang tham gia chương trình Lữ Khách 24 giờ. Và thử thách cuối cùng của em trong ngày hôm nay á, là em phải đến thôn của mình và xin một nhà nào đó cho em ngủ lại. Anh có thể giúp đỡ em không? Bởi vì em đang cần sự giúp đỡ của người dân ở đây. Giờ mấy anh cần gì? Thì là em xin ngủ lại một đêm. Cũng như là nó đi quay phim là xin ngủ lại một đêm. Không được đâu, nếu ấy thì giới thiệu nhà nghỉ là chơi nhà lát. Dạ, nhà nghỉ là em thua liền. Em đang trong chiến dịch nhiệm vụ thử thách. Dạ đúng rồi. Nói chung nhà đồ không có nước, không có đồ, mấy anh em ở lại không được đâu. Giờ ai đứa này dắt chỉ đi. Thôi em xin phép ạ. Chào bà. Dẫn vô nhà tôi. Đi vô đây cho em dẫn. Dạ rồi. Đây hai này dắt con nhà bé đi nè. Lấy vô nè. Cho nè, con thêm bé nè. Vinh đã nhận được sự giúp đỡ từ cô hai. Và cửa ải cuối cùng dành cho anh chàng là phải nhận được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong nhà. Em chào chị ạ. Chị ơi, em là bên chương trình Lữ Khách 24 giờ á chị. Em muốn hòa nhập với cuộc sống của gia đình chị. Cái thứ hai nữa là em cũng muốn là không biết là gia đình chị á là cái cách sống như thế nào và có thể là cho em ở qua ngủ qua đêm ở đây một đêm được không ạ? Nhưng nhẹ đi hết rồi. Ơi, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Lang thang nhiều chịu giờ. Con được kiếm được nhà ạ. Con giúp cô với. Em chào chị ạ. Dạ, em đến từ cái chương trình Lữ Khách 24 giờ á chị. Thì cái thử thách cuối cùng của em là xin ở trọ nhà chị một đêm đúng không ạ? Vậy không, nhìn cái ai để thay đổi được chị? Không có chủ gì đi, ở đợ, ở nhờ, ở nhờ, ở mướn nhờ, ở. Chứ chị không có, bên em cũng có ở rồi đi đâu. Chủ gì hết rồi. Dạ, vậy. Có chủ gì thì chị mướn cho phòng đi, em cũng hỏi mướn cho đâu có chủ gì vậy đâu. Chủ gì đi khỏi rồi. Dạ, thôi em cảm ơn chị. Đi khỏi rồi.
cho không ạ? À? Cho con hỏi là gia đình mình hiện tại là đang làm gì ta? Dạ không làm gì có nghiệp đó. Rất là thờ mộc, tôi đưa già rồi, chín nút rồi nghỉ, rất là thờ mộc. Ông bây giờ ông chín nút luôn rồi. Chín nút là biết bao nhiêu là nói của thông minh đó, tôi chín nút rồi. Tôi nói nghĩa người. Sao ông bà? Hả? Sao ông bà? Đúng rồi. 72. 72, cứ chín nút đó, hít vườn 3 tháng rồi. Vậy chị ba chắc cũng cỡ 70 rồi bà. Giống như hôm nay là ông bà có một người khách lạ tới làm phiền chia sẻ mọi nhiều thứ. Con trai sắp cưới về rồi. Dạ. Em chào anh. Ê Tinh Vinh à, em là Trương Thế Vinh, ca sĩ Trương Thế Vinh à. À xin hỏi anh tên gì? Thế Vinh à. Dạ. À thì hôm nay em vào làng mình để vượt qua cái thử thách cuối cùng của em. Thì thử thách là phải được một người địa phương ở đây cho em ngủ lại. Thì em rất là vui vì được ông bà đã cho phép em ở lại. À, dạ em cũng rất mong anh cũng sẽ đồng ý. Rồi. Em mới vui. Dạ cảm ơn anh nhiều. Vinh đã tìm được ngôi nhà cho buổi tối hôm nay. Bây giờ là lúc Quyên cũng phải tăng tốc để theo kịp người bạn đồng hành. Em chào anh chị ạ. Con chào cô, con chào bà. Tại ngày hôm nay thì con từ chiều đến giờ con tham gia chương trình Lữ Khách 24 giờ ạ. Thì từ chiều đến giờ con đi mãi thì con vượt qua được hai thử thách, con đến làng của tụi mình, của gia đình mình. Thì còn cái thử thách cuối cùng là đêm nay thì con cũng không có chỗ ở. Thì dì có thể cho con đêm nay con tá túc với nhà mình một đêm đúng không ạ? Cô ở đâu? Dạ con ở thành phố, con về đây. Ở Sài Gòn hả? Dạ vâng ạ. Con chỉ xin phép ở một đêm thôi ạ. Bà ơi bà giúp con đêm nay thôi bà. Tại con cũng... Trời đất ơi, bây giờ ai cũng giúp cho ở cái nhà rộng, ở trên nó mát mẻ chứ. Mà sao nó sợ, tôi sợ quá rồi cô. Nói thật là nó cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Tại con cũng đã phải hỏi qua thôn xã rồi, còn tụi con mới đến đây á. Dạ. Ba mấy con nghĩ đi cũng được. Dạ, vậy bà với lại dì cho con xin phép con ở đêm nay nha. Nhà có bà chứ bà thì bà hoại mà. Mấy cha cháu ngồi nghỉ đi rồi tính sau. Bà có gì bà giúp đỡ cho con đêm nay nha. Mọi thứ vẫn không suôn sẻ, khá mệt mỏi và khẩn thiết xin ở lại. Nhưng dường như gia chủ rất đề phòng khi nhà chỉ có mấy mẹ con vào buổi tối. Dạ, con mà giúp con rồi. Có chuyện gì khổ sở chứ còn làm khó hồi, làm khó làm dễ cô à. Con thì mà con không phải là người sợ. Thôi bà giúp con nha. Dạ con cảm ơn bà nhiều. Cảm ơn bà nhiều nha. Em hỏi thật là ví dụ giờ anh làm như vậy, một ngày anh làm bao nhiêu tiếng? Cái chứa mỏng giữa bên gia đình người ta chỉ là tính gì cho mình giữa bên theo ngày thôi. Một ngày 70 ngàn chẳng hạn, như ngày nào mình làm cái thì người ta chấm phong cho mình ngày đó. Vậy là thu nhập với anh của anh như vậy là có đủ để mà chi trả cho cái sinh hoạt hàng tháng ở đây không? Sinh hoạt hàng tháng chủ yếu là do mẹ già cung cấp thêm, chứ còn mà riêng về em thì em không đủ. Anh vẫn chưa lập gia đình? À chưa. Nhưng mà rồi đã có người nào xác định chưa? Hay là hồi trước kia thì có, nhưng mà một thời gian sau bây giờ cảm thấy chán rồi. Bây giờ chỉ là muốn ở với lại chơi mẹ thôi, chứ chưa có muốn ấy nữa. Sao mà nghe bi quan vậy? Thôi giờ anh em mình chia sẻ với nhau vấn đề này đi. Anh là do là anh chán người ta hay là người ta chán anh? Nói thật nha, chứ không... À rồi. Bây giờ là em nói thật rồi nha. Em cũng suy nghĩ về bên cái hoàn cảnh gia đình nhiều. Cho nên nhiều lúc em cảm thấy là em chán, em không có muốn tìm tới nữa. Anh chị hồi trước quen nhau bao lâu? Cũng được khoảng gần 2 năm. Sau đó bây giờ đã lập gia đình rồi thì thôi mình không muốn nữa, nãy đâu. Anh đừng có bi quan quá, nhiều khi mình buồn trong một cái chuyện gì đó, mình thất bại, mình bị gọi là người ta phụ chẳng hạn, em nói ví dụ thôi. Thì thường mình hay bị nản lắm. Em cũng đã từng gặp trường hợp như anh thôi, nhưng mà tới bây giờ em nghĩ là
cái gì đến đến. Mình cứ lo công việc, mình cứ lo cái gì cho tốt. Được có cha mẹ sống tới tuổi này vậy là quý lắm. Ba em là lớn hơn, nhỏ hơn ông ở đây chắc cũng nhiều á. Nhưng mà coi như là bệnh, nhìn già chấp ông nửa đường. Cao tóc bạc phơ mà coi như là kém mắt, như là lú luôn á. Chứ không có được mà minh mẫn như ông ngồi nói chuyện vậy. Mà do cái bệnh thôi. Thì thấy ông bà khỏe vậy, vậy là anh cũng có niềm vui rồi. Anh đã có nhà rồi, em đã có nhà chưa? Em đã có nhà rồi, buồn quá thôi. Em có chưa? Có rồi. Nhà bên đây bên đó có đông người không? Đông vui không? Dạ đông vui lắm, nhà cô là làm về chài lưới á. Ồ vậy hả? Chài lưới. Bên đây anh được một ông bà và một anh rất là tốt bụng cho anh ở lại. Ở đây hả, có gia đình có rất là nhiều người và mọi người ai cũng... Chúc mừng em, thì có gì mình sẽ giữ liên lạc. Nè, rồi vậy ha, cái gì mình sẽ liên lạc ha. Ok anh, dạ anh nha. Dạ vâng. Ngày hôm nay thì thật sự là con giống như là trở lại hồi trước của con vậy đó. Ngày xưa nhà con cũng ở dưới quê. Rồi sau đó là con lên thành phố, con đi làm. Con có một cơ may là con lên thành phố và làm người mẫu. Nãy giờ con chưa được biết tên bà với lại gia đình mình á. Dạ bà tên là... biết. Dạ. Bà ở ngoài Bắc. À con cũng là người Bắc nè. Con là người Thái Bình. Bà ở Thanh Hóa. À Thanh Hóa à bà. Dạ chị vô đây ngồi với em. Lâu lâu em. Dạ. Thì em có nghe bà nói về chị là chị là chị Hòa. Thì ngày hôm nay thì thật sự là chị thì năm nay là chị bao nhiêu tuổi ạ? 56 tuổi, vậy là bằng mẹ. Dạ thôi vậy thì vậy là dì Hòa nha. Chị thấy cuộc sống ở đây gia đình mình nó vất vả quá không chị? Cô thì mấy hôm thì cô làm ăn cũng không có, làm cũng không thể. Vậy là cô Hà cho con hỏi là cô Hà bị như vậy thì mấy con cô Hà lưu tiền cho cô Hà chữa bệnh hay sao? Đã bước qua tuổi 30 và vừa trải qua một chuyện tình buồn, anh Nhật giờ chọn cách sống an phận và phụng dưỡng ba mẹ. Tình yêu đi qua đôi khi để lại những vết thương lòng khó phai mờ, nhưng hy vọng vào một ngày nào đó cánh cửa yêu thương sẽ lại một lần nữa gõ cửa trái tim chàng trai chân thành và hiếu thảo này. Vinh vào nhà đúng ngày cả gia đình ăn chay. Chồng anh chàng cùng gia đình ăn cơm tối thật ngon lành. Phía bên kia Quyên cũng đang dùng cơm tối với bà và cô Hòa. Cô Hòa có 5 người con và đã yên bề gia thất. Hiện nay cô sống cùng với chồng và phụng dưỡng mẹ. Chỉ vừa phát hiện căn bệnh ung thư phổi gần đây, thời gian đầu tưởng chừng như căn bệnh quái ác đã có thể quật ngã cô. Nhưng cũng từ đó cô chợt nhận ra gia đình chính là sức mạnh, luôn nâng đỡ tinh thần cô những lúc yếu lòng. Cuộc sống quá dài nhưng cũng sẽ là quá ngắn nếu những ai chưa kịp nhận ra hạnh phúc luôn hiện hữu xung quanh ta. Gia đình ăn kẹo với con á, thì con có hai loại là xin gum dopamine và kẹo the dopamine. Hôm này con gửi cho bà thêm là xin gum dopamine. Con dùng này mỗi lúc con vượt qua thử thách ăn một kẹo the này để cho nó tự tin hơn. Buổi tối của Vinh trôi qua thật nhẹ nhàng, anh chàng dành tặng cho gia đình những bản nhạc trữ tình. Về theo cây
khách đôi đời là hạnh phúc xa rời. Quyên đền đáp cho sự nhiệt tình của lũ trẻ ban nãy đã dẫn cô đi xin nhà bằng việc thưởng cho các bé những hộp kem mát lạnh. Em cũng mấy chị em học năm sáu tuổi rồi, cả mình rất học, cố gắng học. Chị lớn thôi, vừa học bé con ở Nha Trang, xong hôm nay lên lớp 12 xong thi nghề làm gì á, kim loại á. Dạ. Xong mày vô theo đây cô làm. Tháng được 1,000,000 thì nay rồi vô hợp đồng gì á, xong lên luôn. Tháng đầu tiên em nhớ là có 1-2 trăm ngàn đồng. Sau đó từ từ 7 năm trời thì em mới được cái lương này. Nói chung là nhiều cố gắng, nhiều khó khăn, nhiều cố gắng mà mình đã em ở dưới quê thì em nghĩ là mình phải cố gắng nhiều hơn người khác. Bắt đầu buổi sáng dành cho hai lữ khách, hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày nắng tươi đẹp. Trong khi đó, không bỏ lỡ giây phút nào, Quyên cùng mọi người dong thuyền ra bè cá, nơi chồng cô Hòa đang trông coi. Cắn tay mình luôn. Cắn tay nó lôi đúng không? Nó có lôi được không anh? Nhỏ mà sao lôi mình nữa. Con này nó bự nhất là cỡ nhiêu anh nhỉ? Nó 20kg. 20kg là bự lắm anh, đợi Quyên. Có khi nào bay lên trên này không anh? Có chứ, lúc mình nó thêm mọi rụt cái hoài nó bay. Anh Nhật tranh thủ ngày nghỉ, đập bê tông để xây lại gian nhà cũ. Toàn bộ việc xây sửa anh tự tay làm lấy. Cái mà phê chứ. Mà bút mũi bắt đầu chạy vô này chưa đi lúc vừa được, hoạt động ở dưới làm mà chưa không ly được. Rồi sau đây vô này bắt đầu hoạt động tiếp. Đoạn tiếp cho đầu ấy nó đúng tuổi lính. Dạ. 18 tuổi. 18 tuổi nó sau bay nó. Thì hai bắt đầu bị thương. Bây giờ là vết thương nó đỡ chứ? Nó cũng được, nó đại đỡ nó cũng được. Đại đỡ nó đỡ nhưng mà mình làm nhiều quá bắt đầu nó nhức ở trong. Đi chiếu chạy thôi mà cũng chiếu đi. Nghi là bị bắt mã lắm cho nên là mình phải chịu quá đáng vậy nên thua rồi ghê vậy. Ừ. Bắt pháo dạ. Dự pháo mà không có sợ mất luôn. Chiếu chiếu hả? Ừ. Ăn đi chạy. Trời. Bắt luôn. Múc. Ây da, quên. Thôi được tính coi. Lên. Chiếu ra. Mệt chán. Thì ta lại hại chứ. Quay trở lại gia đình, Quyên cũng không quên nhắn nhủ. Nó khám bệnh chú nhớ ghé nhà con chơi nha. Dạ con có đưa cho chị Thành số của con rồi đó nha. Có gì vào gọi con. Thì con ra đây con lại liên lạc. Ra đi nha con, đi mình. Dạ. Con cảm ơn đó nha. Dạ.
Bà ngoại ơi, con đi nha. Bà ngoại nhớ ở nhà giữ sức khỏe nha. Thôi bữa nào con lại ra con thăm. Thôi em xin phép em đi nha. Bye bye con. Con rất là cảm ơn đã hai bác đã cho con ở lại, cho con ăn, cho con ngủ. Và sự là rất là vui. Con không có gì hơn ngoài lời cảm ơn. Và con xin chúc cho gia đình mình sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con cũng không có gì, con người mẫu con chỉ có hình thôi. Với lại con gửi má cuốn báo. Rồi có dịp nhiều má lên trên Sài Gòn má cứ gọi con. Mà má con mình gặp nhau. Dạ. Má con chúc đi bình giỏi nha. Dạ, con cảm ơn má đã cho con cái thời gian rất là tuyệt vời này. Dạ, cảm ơn cả gia đình nha. Dạ. Dạ, con đi nha bà ngoại. Bye bà ngoại. Bây giờ trước khi đi thì cô cũng cầu chúc cho mấy cháu được đạt thành ý nguyện. Dạ. Đi đến nơi về đến chốn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thương lộ bình an lắm mà. Dạ, con xin bạc lại. Cho con gửi cả nhà kẹo á. Cái này cho con gửi mấy em đó anh. Dạ. Thì mang theo lên tàu đồ ăn. Dạ thôi được rồi, con có rồi. Dạ, con cảm ơn cả nhà nhiều nha. Cảm ơn nha con. Dạ. Con xin chào. Cảm ơn rất nhiều. Chào anh. Dạ. Bình an. Mỗi người một cảm xúc, niềm vui và sự luyến tiếc đan xen. Đến lúc này, cả Ngọc Quyên và Vinh đều nhận ra rằng giá trị mà cả hai nhận được không phải là vượt qua những thử thách, mà đó chính là những tình cảm ấm áp, chân thành của những người dân vùng quê xa xôi. Có đôi lúc trong nhịp sống hối hả, cả hai sẽ dừng chân nhớ lại và mỉm cười, bồi hồi nhận ra mình đã từng ở đó. Có một cái mấy cây xoài, xoài rất là ngon. Với lại có một cây lựu, mà chỉ có một cái lựu duy nhất thôi là chín. Nên là anh cho em là anh lấy gì anh ăn? Anh nãy giờ anh ăn xoài ở nhà quá trời rồi. Vậy hả? Em cảm ơn anh nha, nhưng mà rất tiếc em không có gì cho anh hết. Em cho anh cái nón. Anh đổi nón. Cảm ơn hai bạn. Tuy là hai bạn đã hoàn thành kết thúc hành trình của mình, nhưng mà rất tiếc là cả hai bạn đều không nhận được huy hiệu của Lữ Khách 24 giờ. Hai bạn có thể chia sẻ điều gì với khán giả không? Qua cái chương trình này thì tụi em có nhiều trải nghiệm hơn. Không quan trọng là cờ hay là huy hiệu, quan trọng nhất là mình được trải nghiệm và được Lữ Khách 24 giờ đã cho cơ hội để có thể là được tiếp xúc với lại tất cả những người dân cũng như là những người bạn rất là mới của tỉnh Khánh Hòa. Dù không nhận được huy hiệu nhưng mà hai bạn vẫn nhận được lá cờ vượt qua thử thách cuối cùng, đó là xin ở trọ là nhà người dân. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn má Hà đã cho Quyên ngày tối hôm qua, đã cho Quyên ngủ trọ một đêm ở tại nhà má. Và bên cạnh đó thì Quyên cũng đã thấy ra được một tình người mà Quyên chưa bao giờ cảm nhận về cách đối xử cũng như là về cái cách má đối xử với Quyên cũng giống như một đứa con trong gia đình của má. Cảm ơn chương trình đã cho Quyên cơ hội và cảm ơn gia đình chú Quang, cô Huệ cũng như anh Nhật đã cho Quyên một cái kỷ niệm rất là đẹp và cho Quyên hiểu hơn về mảnh đất của quê hương chúng ta. Không có nào hết. Nó xa quá. Đau má. Một trứng. Yeah. Từ từ em nè, em chuyên nghiệp hơn rồi đó. Yeah. Hạ Quy, người đại bảo.